Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của bên Mic của Audio. Trước mặt các bác là một cái combo VIP cho một bác khách ở huyện Kế Sách, Sóc Trăng các bác nhá. Anh tên là Lê Huỳnh, huyện Kế Sách, Sóc Trăng. Đó, một cái combo trị giá là 7.800.000 các bác nhá, một combo rất là VIP. Và cái cụ thể thì em cũng có ký hiệu tất cả ở trên những cái lưng của những thiết bị. Thứ nhất là cổng ra, cổng vào. Đó, từ nâng tiếng cho đến vang rồi đến đẩy. Anh về chỉ việc cắm theo đúng trình tự như vậy là anh sử dụng thôi. Đấy, rất là đơn giản đấy nhá. Anh Lưu Hình để ý luôn giúp em nhá. Em đang đặt đầu tiên, đó là dòng đẩy Party House đẩy mới các bác nhá. CA800 dòng đẩy này thì hiện tại thì công suất của nó là 800W một kênh, 800W một kênh. Thì với công suất này thì anh Lê Huỳnh có thể chơi được 2 đôi 30, hoặc là anh đánh một đôi full 40 cũng được, rất là ok. Mặt phay rất là đẹp, hàng ngang mới bảo hành 1 năm. Dòng thương hiệu của Party House C800 model. Và bên trên một dòng vang cũng rất là nổi tiếng hiện tại trong năm 2020 bây giờ, đó là dòng vang của TD Acoustic, hàng chính hãng các bác nhé. Model là T8 Pro chạy 48 bit, chạy con chip DSP. Dòng này thì nó có cả revert với lại echo, có nghĩa là hệ vang số liền cơ các bác nhé. Dòng vang này rất là nhiều cái để các bác sử dụng với cái dòng vang này, có Bluetooth, USB, cổng quang, nói chung là đủ. Cái thứ hai là rất là tiện lợi cho các bác sử dụng bằng những cái chiếc tubit, nhất là các bác nào mới chơi đó, cần tubit một cạnh như vậy thôi là các bác có thể sử dụng được. Hiện tại thì em đang để mức repeat là mức 3 này, delay 2 và revert là 1. Echo em đang để mức 11 giờ. Đấy, rất là cụ thể. Và ở đây này có cái chế độ là ví dụ như là các bác nào mà cái giọng ồm nhá, cái giọng ồm, giọng thuốc lào thì các bác có thể sử dụng cái chế độ thanh tiếng này. Rất là hay nhá. Đó, mic EQ này sử dụng cái chế độ thanh tiếng rất là hay. Thì cái giọng của em cũng khá là ồm thì em sẽ để ở cái mức 12 giờ, mức 1k để đó cái tiếng của em nó thanh hơn. Và trên cùng đó là dòng nâng tiếng Idol IP 100. Ở dòng này thì quen thuộc với các bác rồi. Dây jack này, tất cả ký hiệu thì em có xử lý đủ cho anh, để khi nào anh Lê Huỳnh nhận hàng được thì anh sẽ tự đấu nối. Còn có vấn đề gì chưa hiểu thì anh có thể gọi qua Zalo hoặc trực tiếp với số điện thoại của bên em. Và không chần chừ hơn nữa thì em cũng xin phép được test qua những ca khúc karaoke với cái combo VIP này cho anh Lê Huỳnh ở Kế Sách, Sóc Trăng. Và hiện tại thì em cũng đang sử dụng cái mic có dây hát các bác nhá, mic có dây. Đây, em đang kết nối Bluetooth các bác nhá. Ngày xưa em như chim sáo sông vô tư hay mộng mơ nhiều, nhìn em đi qua cuối bay 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 ửng hồng. Chiều nay theo em anh bước bước bên em đi trên đường làng, nhìn em anh như muốn nói này cô bé khi chưa anh đi cùng. Cuối xóm chẳng thấy em chiều nay đi về.
Vâng, thưa với các bác là khi mà hát để thêm với cái reverb một cái mức số 1 thôi, nhưng mà cái tính mic lên nó sẽ bay hơn các bác nhé. Rất là tiện lợi cho các bác nào muốn sử dụng một cái combo cao cấp như vậy. Cao cấp với 3 thiết bị sản phẩm thì cái công suất nó thoải mái, các bác đánh những cái đôi bass 30 hoặc là đôi bass 40. Vâng, em xin cảm ơn anh Lê Huỳnh ở huyện Kế Sách, Sóc Trăng. Khi nào anh nhận hàng thì nhớ alo lại bên em để về bên em biết. Cái thứ hai là anh Lê Huỳnh đã đặt cọc bên Mike của Audio là 300.000 rồi. Khi nào anh nhận hàng kiểm tra ok rồi thanh toán nốt số tiền còn lại 7.500.000. Vâng, em cũng xin được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác cũng như là anh Lê Huỳnh trong các clip tiếp theo.